Sau cái sự sai lầm của mình thì anh Huy có làm thêm một vòng sự kiện nữa. Thật sự là xin lỗi anh Huy rất nhiều. Mong là con này nó ra Pele Icon The Moment để cho em phúc chuộc lỗi. Và bây giờ nhấn chọn Icon The Moment nhé, một lần thôi. Đây rồi. Đây rồi. Làm gì có chuyện ngu lần thứ hai nhờ. Ok, chúng ta sẽ vô mở luôn nhé. Đầu tiên sẽ là về phần BP trắng đi. BP trắng. Hai vòng sự kiện thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? Hai vòng sự kiện thì chúng ta sẽ được bao nhiêu BP trắng? Bạn ngay cái BP này bọn còn lâu đấy. Ngay cái BP này bọn còn lâu đấy. Tìm cách xóa nợ đi em ạ. Anh đang cố đây. Anh đang cố đây. Rồi, đầu tiên sẽ là 412 tỷ à. 412 tỷ. 412 tỷ. 412 cộng với 209 nó bằng bao nhiêu nhỉ? 12 là 21 là 621. 621 rồi. Ôi, cả nghìn tỷ đấy. 621. Cho 800 tỷ thì đếm nhiều mệt lắm. 100 nó 900 tỷ này, 900 tỷ, 900 tỷ. Ôi. Ghê vậy, 900 tỷ rồi. Tức là cả nghìn mốt tỷ rồi. Ôi. Nghìn mốt, nghìn hai tỷ đấy, tầm nghìn hai tỷ đấy. Đầu tiên sẽ là gói Icon FW, gói này ra dô béo gở luôn. Ra dô béo gở luôn đấy. Mà không. Điều kỳ diệu chỉ ở phòng giam số 7 mà thôi, làm gì có cái chuyện đấy. Lùa. Ôi là gì? Mẹ mới nhắc xong. Con mẹ. Cứ tưởng. Không có lửa. Không có lửa. 1 tỷ luôn, xô xa luôn. Cái con lọ 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 lọ. Ai cần duyên magic rồi. Đây rồi, có lửa rồi. Pháp. Ai cần Real Madrid mà Pháp. Pháp CM là Zidane à. Giời ơi, đây rồi. 100 tỷ. Được thế nhờ. Được, 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 được. Đỡ phải như con là Hugo Sanchez đồ này nọ là đỡ. Hugo Sanchez là đỡ. Vết đèn hero. Gói thứ ba sẽ là gói cáp 99. Gói này căn bản là ra 114, nó ra cái cờ Ba Lan rồi ra cờ nước Áo rồi cờ gì đâu đâu không ấy, không có hy vọng. Đấy, cái quả cờ CM này chỉ có 114 thôi. Không chạy đâu được hết. Rincon. Trời ơi, toàn ra. Cái gói này đa số là min luôn ấy, giống như là mình mở ra là chắc chắn 114 hay sao ấy. Đó. Lại đấy, lại cái cờ này nó quen cực kỳ luôn. Cờ này quen cực kỳ luôn. Biết vậy lấy icon đi nhờ, này đổi gió icon đi nhờ, tại sao lại mình chọn cộng 8 nhờ. Làm tí 97, làm tí 97 đây, 97 FA. Các bạn thì gói này thì nó tầm tầm chỉ số 114, mình đoán đoán là như thế. Nó là gì thì à, là gói này nó không, nó khó mình lắm, khó chỉ 115 ấy. Hà Lan là Hà Lan LB à. Con này 110, 111, con ắc noi gì đấy nè. Ăn nhoi. Mày ăn nhót gì đấy. Trời ơi, mình luôn các shop ạ. À. Min luôn. Ăn là ăn CM. Ăn CM là chỉ có Steven ghi ra thôi. Không chạy đâu được hết. Ồ. Lalana. Căn bản là mình có mở cho anh Huy được hai con. Mình nhớ là con đầu tiên là con mà thật elite. Hà Lan CB à? Lại Hà Lan CB à? Mà thất đờ lít à? À Coman là Coman cũng thế nhở. Coman cũng thế nhở. Mới bú cái jackpot 12k, liệu ăn phúc có phiền? Nếu có thể. Thật sự bây giờ đến bây giờ nếu có thể. Nếu có thể anh em mình làm cái kiểu mở thẻ được đấy, dùng dùng Ngọc Phạm Ngọc là thật sự luôn. Nếu có thể. Argentina, mùa này Argentina là ra Crespo 116. Nói 99. Crespo chỉ số 115 nhé, mình nhớ nhớ như vậy. Hay là 113 hay sao? Không phải, không phải. Nhớ nhớ như vậy. Bờ biển Nga CDM rồi Kessie hay sao ấy. Kessie 118 200 tỷ. 110 118 200 tỷ. Là ngon. Là ngon. Là ngon. Ôi giời ơi.
là ngon đấy, cái xe này được. Trời ơi, nó khởi sắc nhỏ, đã có khởi sắc nhỏ, không minh nữa là được. Thề luôn, cái gói LOL này ra cờ thì quen lắm, nhưng mà để mà nói là biết cầu thủ hay không thì không thể nào biết được. 116, 116 là gần min rồi. Hên quá. Chưa min. Mình vẫn có cảm giác nó ra một Liverpool. À, Chelsea mà son ăn LB à. Ui. Ăn mà CM là ngon rồi, ăn mà CM là làm thời gian làm phát đấy. Làm thêm một phát nữa. Làm thêm một phát nữa. Ơi rồi ra mùa Liverpool rồi, nó màu xanh xanh là ra mùa Liverpool rồi. Trời ơi. Cũng ăn nè, ăn LW này. Đây đây, đến với gói FA, từ từ đi, thời gói bắt tôi bắt 101 đi nhờ. 101 min của nó 116. Nhưng mà mình làm gì, mình nghĩ mình không đen như vậy đâu, thật sự mình nghĩ mình không đen như vậy đâu. Có lửa là một sự chắc chắn. Ý CB rồi, Cannavaro rồi. Mình 116 con nào đây? Ý của con này à? Ý con hàng này nữa à? Ui rồi ôi. Pháp, Pháp, Pháp là ngon. Trời ơi, không mẹ mày cứu Mbappé. À, còn một gói EBS với lại cáp đồ này nọ nữa à? Làm tí xem sao, làm tí xem sao. Xuân lại dần dần min không ta? Có lẽ đang dồn may mắn cho gói Icon The Moment nhỉ? Dồn may mắn cho gói Icon The Moment. Đức, Đức LB, mùa EBS, Philip Lam hay con gì đấy? Hector lại là min nữa. À, gói 93 này này chưa mở, mở hai gói thử xem sao. Căn bản là gói này nó không, nó khó ra min lắm, nó thường hay ra 113, 114 đấy. Bị CB 114. Trời ơi. Chúng ta sẽ bỏ GK lên trên thì cái tỷ lệ mà ra GK ấy rất là khó. Không ra luôn, không ra được luôn đấy. Để GK lên trên mà. Có lửa nó là một sự chắc chắn rồi. Argentina này. CM. Mình CM. Ui. Ui. Banega 120 chỉ số. 120 chỉ số. Đây rồi, đây 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 đây. Tìm lại chính mình, tìm lại chính mình. Đây 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 đây. Ý à, cái gói này ý cúc rồi, cái gói này ý cúc rồi, thề luôn. Trời ơi. Min luôn mà. Ôi, min luôn mà. Cho gờ ra tích ở dưới luôn nhá. Đây. Đâm rồi. Ra cờ với lại ra vị trí là mình hiểu luôn. Ra cờ ra vị trí hiểu luôn mà. Và cho vừa mới cho GK xuống dưới luôn, sai công thức. Vừa mới cho GK xuống dưới sai cái công thức. Mở thẻ hợp thường ngày là ra GK liền. Đáng lẽ là mình phải cho GK lên trên. Đáng lẽ phải cho GK lên trên. Ôi ôi. Đó là mình phải cho cái con GK lên trên thì nó đỡ hơn. Mẹ mình nhét vừa nhét xuống dưới nó mở nó cho ở dưới luôn ạ. À. Đây 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 đây. Ai cần là moment. Liệu tối nay anh Huy có vừa ngủ vừa cười hay không? Nếu mà ra được con Pele ấy, tối nay anh Huy đang ngủ. Đang ngủ ngon, bật dậy cười luôn mà. Đang ngủ ngon, bật dậy cười luôn. Vô trong vô thức luôn. Lần đầu mở ai cần là moment. À, đúng rồi, lần đầu mở Icon The Moment, cái gói kia là gói tháng 9. Đây là lần đầu mình mở gói Icon The Moment All. Thì không biết là sẽ ra con gì đây. Căn bản là anh em nhìn cờ. Đấy. Anh em nhìn cờ thôi thì anh em cũng có thể gọi là hiểu mà, đúng không nhỉ? Trời rồi. Icon The Moment. Có lửa nó là một sự chắc chắn. Ý, thì có phải ICN là con gì đây? Đen Piero, trời ơi, min mẹ rồi. Con này là min rồi chứ gì nữa. 1.200 tỷ là min chứ gì nữa. Thật sự để mà nói thì mình rất là dén tay luôn.
hôm nay này vô đập thẻ cho anh em này, ba kèo mở bát đi hết, xong rồi vô chơi sự kiện cho anh Huy lại nhấn nhầm chọn bắt tô bắt, lại nhấn nhầm chọn bắt tô bắt cộng cộng 8, không chọn gói icon the moment. Nên là bây giờ mình đang trong lòng mình nó gọi là rất là khó chịu, khó chịu vì những cái sai lầm của mình ấy. Tới đâu thì tới, cuối cùng cũng phải chơi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có ngay một concept trên cô icon, chơi thôi. Sếp trên cô icon cộng 5 cho Louis đây rồi. Ít nhất nó cũng phải như thế, ít nhất cũng phải lên được. Trời ơi.